có một chiếc Fuser 1. Con này thì về cái máy móc là rin nguyên 100%, chỉ có chính đầu, chính cam cò thôi. Dàn áo thậm chí còn rin và nước sơn rin, chưa hề qua giảm tuốt, dàn chân cực đẹp, rin theo xe. Dàn bán cho cả nhà con Vario 125-2022. Màu này là màu kim tuyến, màu này là màu trắng ngọc trai. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Nói nhỏ nha, nói to bị chửi. 38 năm. Đấy. Rất là rẻ luôn cả nhà, những đời 2022. Ok. Biển 69M127274, giá này gọi là phá giá thị trường luôn, nói thắng luôn. AB Thái 100% luôn và che chiếc đi. Winner V1. Con này thì đầu tiên nó là màu vàng đen và toàn bộ xe được dán keo. Và giá thì có 19 năm. À, đúng rồi, Winner V1 19.500 thôi. Rất là rẻ luôn, có một chiếc Fuser 1. Con này thì về cái máy móc là rin nguyên 100%, chỉ có chính đầu, chính cam cò thôi. Dàn áo thậm chí còn rin và nước sơn rin, chưa hề qua giảm tuốt, dàn chân cực đẹp, rin theo xe. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì tiếp theo một cái lô xe mà ở phần 1 thì cũng thanh lý rất là nhiều luôn. Thì bây giờ đến phần 2, nó sẽ có những cái dòng xe siêu rẻ cho anh chị và các bạn luôn. Rồi có những dòng xe cao tiền, dòng xe đi làm số rồi số lượng nhiều. Cho anh chị và các bạn mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Thì clip thì số lượng nhiều vì số lượng rất là nhiều luôn á. Nên anh chị và các bạn mình chú ý á. Thì giờ mình vào chút bên trong cho anh em tham khảo á, thì lướt sơ qua dòng cho mọi người nhìn trước á. Đó, số lượng xe thì gọi là khủng luôn. Số lượng rất là nhiều nha mọi người. Cho anh em tham khảo. Đây, đó là chị Hiền. Rồi, hello, chào tất cả quý anh chị bà con đang quay trở lại với kênh xe máy cũ tại Thanh Đoàn nhá. Và em Hiền cũng đã có quay cái tập 1 là tập đầu tiên ấy. Do số lượng xe quá nhiều nên là mình phải chia ra hai tập để cho anh chị em bà con để xem và tham khảo. Thì cũng như là ở tập 1 thì mình cũng xin nhắc lại địa chỉ nếu cho anh chị em bà con, những vị khách nào mà không tem được tập 1 nhá. Thì xe máy Thanh Đoàn chuyên mua bản trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng và nằm ở địa chỉ số nhà 465 471 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và nếu mà người cần thắc mắc về mua bán, về trao đổi, về hỗ trợ trả góp, hay là nhiều khi đơn giản chỉ là muốn hỏi xem kinh nghiệm mua bán xe thì liên hệ ngay và liền theo số điện thoại 0967424911. Tất cả mọi chi tiết cũng như là địa chỉ thì bên chỗ shop xe máy cũ đã ghi trên màn hình. Mọi người có thể xem được tiếp trên đấy thì nó dễ xem hơn nhé. Và cũng như là thường lệ thì em Hiền cũng xin chia sẻ vài điều khi mua bán tại Thanh Đoàn. Hiện tại thì bên Thanh Đoàn vẫn có hỗ trợ ship xe tất cả các mọi tỉnh thành trên cả nước luôn. Nhưng mà cả nhà lưu ý, với những chiếc xe Thanh Đoàn báo giá mỗi ngày chưa bao gồm phí sang tên đổi chủ và cũng chưa bao gồm phí ship xe. Tất cả anh chị em bà con muốn mua xe, muốn gửi xe về thì em Hiền sẽ hỗ trợ, nhưng mà phí ship thì phải thêm. Ở thường thì mình có thể là kê giá hơn một chút mà bao tiền ship, còn với Thanh Đoàn tại vì sẽ có số lượng khách người ta cũng tới trực tiếp tay mua nên em Hiền sẽ bán sát giá nhất có thể. Còn nếu mọi người muốn rút hồ sơ cũng như là ship xe thì phải thêm phí ship nhá. Còn một vài vấn đề thông tin khi mua bán trả góp thì mọi người có thể là cùng theo dõi trong buổi live luôn. Nên là bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào review những dòng xe trước màn hình anh chị em bà con. Và phải nói là mọi người phải chuẩn bị tinh thần, tại vì là trong buổi chiều ngày hôm nay thì nếu mà trong live này á, nếu mà có nhanh nữa là cũng phải gần 500 chiếc xe nhá. Nên là cứ từ từ mà chiêm ngưỡng nha. Okay. Rồi để mở màn đi. Ở tập 1 thì mình chọn màu đỏ làm chủ đạo, hôm nay mình chơi màu trắng đi. Okay. Xem nó có hên hơn không nhá. Thì mở màn buổi chiều ngày hôm nay thì Thanh Đoàn sẽ review đến anh chị em bà con chiếc Lít, một trong những dòng xe mà phải nói là gọi như là ăn chắc mặc bền. Hình dáng thì không được giống như siêu mẫu, hơi tròn trịa một tí, nhưng mà về chất lượng khỏi bàn cái luôn. Cái này gọi là tốt gỗ, tốt nước sơn là có thật cả nhà này. Chất lượng cực kỳ luôn, đính của chóp luôn. Con này thì đăng ký lần đầu tiên 2014. Và chiếc xe mang biển kiểm soát 61B132023. Và nhà Thanh Đoàn đang chào bán với giá là 18 năm. Có một điều mà có lẽ nói là một trong tất cả anh chị em bà con và bản thân em Hiền khi chưa hành nghề xe cũ cũng được cái câu hỏi đầu tiên mà lo sợ nhất, là mua xe cũ là sợ mua phải xe tai nạn, mua xe cũ mua phải xe ăn trộm ăn cướp.
mua xe cũ trở về mua xe luộc đồ rồi. Thì ngày hôm nay đến với Thanh Đoàn thì mình sẽ trả lời và cũng như là giải đáp mọi thắc mắc cho những cái thắc mắc của anh chị em bà con. Khi anh chị em bà con mua xe tại cửa hàng Thanh Đoàn sẽ được test thử, được chạy thử và được bảo hành. Và điều quan trọng nhất là cho thầy thợ đến trực tiếp test. Và khi thầy thợ được trực tiếp test thì mọi người có thể bỏ qua được vấn đề như là xe máy làm bị luộc đồ, đúng không ạ? Và có điều quan trọng hơn nữa, tất cả anh chị bà con đến mua xe tại Thanh Đoàn sẽ được bảo hành máy móc từ 6 tháng tới 1 năm và sẽ được đổi miễn phí trong vòng 1 tuần. Và cái đổi miễn phí trong vòng 1 tuần như thế nào? Có nghĩa ví dụ đơn giản ngày hôm nay, hôm nay là ngày mùng 1, anh chị bà con mua chiếc xe này với giá 18 năm. Và sau 7 ngày thì tầm khoảng ngày mùng 7 mọi người đi không ưng, từ 7 ngày ví dụ mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 đổ về, mọi người không ưng ra đổi xe khác giá vẫn 18 năm. Còn nếu mọi người đã đi qua ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10 đổi lại phải lỗ 1 đến 1 triệu rưỡi, còn bán lại phải lỗ 10% giá trị của chiếc xe. Và những chiếc xe đắt tiền có thể phải là 15-20% cả nhà nhá. Đó lưu ý cho những mọi người đến mua xe cũ, giải đáp mọi thắc mắc cho anh chị em bà con luôn. Rồi tiếp tục đây thì Thanh Đoàn review chiếc Winner V1. Con này thì đầu tiên nó là màu vàng đen và toàn bộ xe được dán keo. Và chi tiết mà mình đáng chú ý là xe đã có rộng một tí xíu ở đây. Còn lại đầu nôi zin. Chi tiết thứ hai là cái bô nó hơi kêu to một tí mọi người nhá. Đúng rồi, móc nhẹ một tí. Và con này thì giá cực kỳ rẻ luôn. Biển số 50N127677. Và giá thì có 19 năm. Đúng rồi, Winner V1 19 triệu 500 rồi. Rất là rẻ luôn. Quá rẻ biển rồi. Sài Gòn luôn. Ở đây thì mình có một chiếc Pusher 1. Con này thì về cái máy móc là zin nguyên 100%, chỉ có chính đầu, chính cam cò thôi. Dàn áo thậm chí còn zin và nước sơn zin chưa hề qua giảm tuốt, dàn chân cực đẹp zin theo xe. Và giá chuẩn như ngày hôm nay Thanh Đoàn bán là 16.500.000 đồng. Đó, cả nhà lưu ý luôn Pusher 1 zin nhá, máy zin. Okay. Đó, đầu chính qua rồi thôi. 51M2 5671 cả nhà. Rồi tiếp tục đây là Vision. Con này thì về cái giá cá với về cái màu sắc, về cái thiết kế thì nó hơi độc lạ một tí. Màu thì màu trắng sữa, lại có nối hình 3D. Theo cả nhân em Biển không thích màu này. Và nếu mọi người mà thích màu khác thì em Biển sơn lại cho. Còn giá thì rẻ lắm. Con này đời 2019, chìa khóa thông minh 25 năm. Bán cho mọi người giá này để mọi người về thích sơn khác màu cũng được. Còn nếu mọi người thêm cho em Biển 500.000 26 bao sơn nguyên con luôn. Thích màu gì cứ yêu cầu Thanh Đoàn sơn lại màu đấy. Chỉ cần 26 triệu. Đúng rồi, 60H503802, biển thành phố Biên Hòa cả nhà nhá. Rồi đây thì có đoạn video thì có cái video ở tập 1 ấy, thì mình có đề xuất là nhà Thanh Đoàn bán video 150 là có 38 năm. Nhưng mà cả nhà coi hết coi cho đá đời cả 45 năm đầu luôn. Đây là cái bà hiền này, bà tào lao bà dù mình rồi. Nhưng thực tế là nó nằm ở trong này, bây giờ phải cắt clip ra thì nó là tập 2. Con này đây, 38 năm một hình dung, một chiếc video 150 màu đỏ tươi, cực đẹp, cực êm. Máy móc nguyên đi, rất là rẻ cả nhà nhé. Cái này không phải là rẻ bình thường mà rất là rẻ luôn. Đó, 150 luôn. 83P391057 là biển số xe, chiếc video 385. Và đây nếu như ai thích sự nổi bật, ai thích sự phượt thì đây là lựa chọn tuyệt vời. Một chiếc Nvic đăng ký lần đầu tiên 2020. Và xe có thiết kế camera hành trình. Xe này nhìn là biết là của dân phượt chính cống rồi, 100% rồi. Đó, đặc biệt là có giá để đựng đồ này. Đó, mọi người thấy đèn rất nhiều màu, không hiểu sao màu đâu mà màu nhiều. Thậm chí ở dưới cái giá này còn có màu luôn. Khiếp luôn. Con này đời 2020 giá 24 năm. Và nếu như mọi người cảm thấy nó hơi rườm rà thì mình có thể là vứt hết nó đi cũng được. Mấy cái ốc này thì mình tháo ra bình thường. Đó, cả nhà chốt đơn 24 năm nhé. Tiếp tục đây thì mình sẽ review chiếc SH phiên bản 2021-2022 màu đỏ đen và đặc biệt là ABS. Và theo thông tin em Biển vừa kiểm duyệt được thì mẫu xe này trên thị trường nếu như là màu đỏ đen ABS giá dao động tầm khoảng 85 đến 90 triệu đồng, tùy vào biển số xe. 84-85 triệu đến 90 triệu tùy vào biển số xe. Còn hôm nay đến với Thanh Đoàn anh chị em bà con mạnh dạn chốt đơn với giá 68.500.000. Đặc biệt xe này có cái biển số rất là VIP luôn, 77L2-2345. Nếu mà thêm số 6 là vài chục triệu và thậm chí là vài trăm triệu có thật. Còn con này thì số 3 đằng sau nên là mất giá trị. Đó, cả nhà chốt đơn anh chị em bà con với giá là 68 triệu đồng. Nãy mình quay Novo là 789. Đúng rồi, 345. Đây là chiếc AB125 phiên bản màu xám bạc kết hợp với màu xanh. Cặp gương còn nguyên zin theo xe. Chiếc xe rất đẹp và mới luôn cả nhà ơi.
Và nhà Thanh Đoàn đang bán với giá chỉ có 36 triệu 500 đồng. Tất cả dòng xe tay ga AB, nói chung là cái gì mà liên quan Honda là đều đang lên. Nói thắng ra là nó phải đang lên cả nhà nhá. Và lên khi nào nó còn lên nữa. Và lên khi nào giá mới chưa biết. Còn cả nhà báo chờ Tết lại mua cho nó rẻ thì chỉ có là Tết là chỉ có lên. May ra thì chờ ra riêng nó dám cả nhà nhé. Mà không biết ra riêng tháng nào, ra riêng năm nào. Con này là Vision, cặp gương còn rin luôn. Và xe thì mình không phải suy nghĩ đâu, đẹp 99% là đẹp. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay toàn xe cọp và lướt phục vụ anh chị em bà con. Mang biển 95B186061. Con xe này thì nhà Thanh Đoàn chốt đơn với giá là 28 năm và số km đã đi được là 11.585 km. Chiếc xe 2020 chạy 11.000 là cái giá quá rẻ luôn. Rồi tiếp tục là Vario, rồi lại Vario 150 nữa. Em Miền không nói điệu, nhà Thanh Đoàn là trên dưới 20-30 con Vario 150, cái màu xe đỏ này. Màu này là màu cao cấp đây. Chốt đơn cho anh chị em bà con cô dì chú bác xa gần 42 triệu 500. Bên này 42 năm luôn. Ai thích màu đen lấy rồi, màu đen. Ai thích màu trắng lấy màu trắng. Đó. Ngoài ra thì mình có AB, con này thì chìa khóa thông minh và nó đăng ký lần đầu tiên của nó là đời 2019 và biển 75K38138. Nhà Thanh Đoàn đang chốt đơn cho anh chị em bà con với mức giá 29 năm. Ó, riêng anh chị em bà con mới lần đầu tiên biết đến Thanh Đoàn thì chia sẻ luôn là bên Thanh Đoàn là không nói thách nhé. Giá là phát một thôi. Đắt hay rẻ thì tùy vào mọi người. Mình không thế nào mà mình bán hàng mình báo là tôi bán đắt hết. Okay. Khi nào mình cũng bảo bán rẻ. Còn đắt rẻ là từ cảm nhận mỗi người. Mọi người thấy cái giá Thanh Đoàn hợp tình hợp lý thì mình ghé mua. Còn mình thấy cao quá thì trên thị trường bây giờ rất nhiều cửa hàng để mình so sánh giá. Luôn là khách hàng thông thái. Chúc khách hàng là một trong những khách hàng thông thái mua được xe rẻ chất lượng tốt nhá. Đừng mua xe rẻ mà về sửa thì hơi mệt đấy cả nhà nhá. Rồi tiếp tục, đây là những chiếc AB 125 màu đen nhám này. Đó. Con này thì mang biển kiểm soát 69L12047. Chốt đơn nhanh chị em bà con 34 triệu 800 ngàn đồng. 34 triệu 800. Rất là rẻ. Đó. Con này thì khẳng định với mọi người luôn, rất là rẻ luôn. 34 triệu 800. Chỉ có tại Thanh Đoàn. Lại là Vision, lại là màu xám bạc. Lại là đời cao cấp, đời mới. Biển 94K224526. Chiều khóa thông minh. Giờ đấy cho cả nhà 33 triệu. Tiếp tục đây thì nhà Thanh Đoàn có về Vision màu đen nhám, chìa khóa thường, mẫu 2018. Giá rất yêu thương, 22 năm. 22 triệu 500. Mặt nạ sát biển 67F30197. Trong Vision nó đòi có đủ đời và nó không có đủ giá. Nếu như mà mọi người theo dõi like của Thanh Đoàn thì mọi người sẽ cho câu trả lời tại sao nhà Thanh Đoàn bán ngày mấy chục chiếc. Thứ nhất, nhà Thanh Đoàn rất là nhiều xe cho anh chị em bà con lựa chọn. Thứ hai, với cái giá này rất là bình dân luôn, khẳng định mọi người luôn. 2018 màu đen nhám trên thị trường bây giờ vẫn đang là 24 năm thậm chí 25 triệu đồng. Còn Thanh Đoàn chốt đơn anh chị em bà con 22 năm. Mọi người lưu ý cho mình nhá. Tiếp tục đây là Vario này. Mua mới là 53 triệu chị Hiền ơi. Hôm nay chị Hiền bán cho cả nhà con Vario 125/2022. Màu này là màu kim tuyến, màu này là màu trắng ngọc trai. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Nói nhỏ nha, nói to bị chửi. 38 năm. Đấy. Rất là rẻ luôn cả nhà nhé. Đời 2022. Ok. Biển 69M127274. Giá này gọi là phá giá thị trường luôn. Nói thắng luôn. Rồi hôm nay chơi lớn tiếp này. Chơi là chơi tới bến luôn. Cả nhà đó thì ơi, cũng sắp kỳ lương rồi. Anh chị và các bạn nào mua thì mình tranh thủ ha. Ẹc này là đèn ba khoang nhé. Đồng hồ điện tử nhé. Xe dán tùng mâm kiếu. Biển 47 Đắk Lắk chính chú ký giấy luôn. 26 năm đầu này. 26 triệu 500. Đó, chơi là chơi đấy, phá vậy đấy. Led ba khoang nha, anh em chú ý giùm mà. Gần như không bao giờ có cái giá mà 26 triệu đâu. Cả nhà nghe máy này. Rất êm luôn nhá. Êm phải rất êm luôn. Đấy. Tiếp tục là ẹc này, màu trắng xanh đen GP cũng đèn ba khoang. Đó. Con này thì nó rin nguyên từ đầu tới chân, tất nhiên giá nó phải hơn 29 năm. Biển số 73F14-46318. Okay. Tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu anh chị em bà con chiếc ẹc màu đỏ đen đời 2018 66F159408 25 năm, đầu nồi nguyên rin. Okay. Và đây SH này, trời ơi, đang lên còn mấy triệu. Bây giờ 54 năm nhà Thanh Đoàn có SH mẫu mới thì cả nhà đi luôn. Yeah. Rồi. Bao nhiêu? 54 triệu 500. 54 triệu 500 à? Đúng rồi. Mẫu mới luôn mà có 54 triệu 500. Rất là rẻ luôn cả nhà. 68G184459 cả nhà nhé. Đấy. Giá cực kỳ hữu nghị cho anh chị em bà con mua về đi luôn nhé. Hôm nay chị nói là chị phá giá thị trường luôn. Phá giá thị trường luôn. Phá giá thị trường luôn. Xe là toàn là xe tuyến chọn nhưng mà giá lại rất là rẻ luôn.
Cái hai là hai chỗ đấy nhưng mà xe nát giá rẻ mình không nói rồi. Winner X 10.000 cây nhà Thanh Đoàn chốt thanh chiêm bà con 25 năm. 25 triệu 500. 10.000 cây nhá. Biển đấy. Số 37F12-0501. Winner X thôi mà bữa nay có 25 triệu thì mình nghĩ là không nên mua một con siêu rút mới. Xe chạy 10.000 cây. Cả nhà biết rằng mọi người có nhiều khách cái bỏ tiền túi và mua Alpha 21-2. Đúng rồi. Bây giờ theo bạn xuống nhà Thanh Đoàn mua xe bây giờ thấy 17, 18 triệu xe tay côn chạy phà lại ngon. Tiếc rú rượi luôn. Đúng rồi. Thậm chí là có nhiều khách chứa em nhắm mắt em bán rẻ cho chị luôn, em lấy con tay côn em đi chơi, em biết em không ngờ xe rẻ như vậy. Không ai nghĩ rằng Winner X bây giờ bán 25 năm nhá. Mà quan trọng nhất là xe chạy 10.000 cây. Quan trọng okay. Xe đẹp, còn mà xe nát, xe tai nạn thì mình không nói tới rồi. Tiếp tục đây là chiếc Way Alpha này. Cả nhà mà bỏ tiền túi đi mua xe mới xong tới đây là chỉ có tiếc thôi. Có nhiều con là nó chênh nhau cả vài ba chục triệu. Bây giờ ví dụ đơn giản, bây giờ cả nhà mua Vario mẫu cũ trên thị trường bây giờ 75 triệu mà phải xin thưa lại mới mua được. Tức là đặt chỗ trước. Bây giờ bỏ tầm khoảng 38-40 triệu là có mua Vario 150. Tất nhiên là người ta nói rằng mới thì nó ngon, chất lượng hơn thì không thể chối cãi, nhưng mà chênh lệch nhau mọi người biết không? Vài ba chục triệu đó cả nhà ơi. Vài một ba năm chục đi làm còn chưa biết có dư hay không. Chỉ nói thật, công nhân vài một năm không thế nào dư được vài ba chục đâu. Khó lắm, không phải khinh thường nhưng mà đó là cái cuộc sống rồi. Cuộc sống thường ngày nó vậy rồi. Em Biển cũng là xuất phát từ công nhân mà ra nên rất hiểu rõ cái cuộc sống công nhân nó khổ cực cỡ nào. Con này thì biển số 62H12352. Có điều đặc biệt là có xem vào mâm kiếu. Mâm này cũng của từ Hán mà đồ lô Trung Quốc vào. Thứ hai là vào phuộc kiếng luôn. Và giá là 14.500.000 đồng đời 2019 Way Alpha. Nói chung Way Alpha thì muốn mua rẻ cũng giá được, giá nó vậy rồi. Đúng rồi. Không bao giờ đi bao năm nó cũng thế. Thậm chí bây giờ mọi người mua xe 14 triệu đi 2 năm lỗ tầm 2-3 triệu bạc dẫn chơi như vậy, nhẹ nhàng yêu thương. Tiếp tục là AB màu xám bạc inox nguyên đời 2018. Con này chìa khóa thông minh nhé, đế mọi người 275. 275. 93P229422. Ngoài ra có Vario 150 màu vàng, ai thích nối bật thì đây lựa chọn quá tuyệt vời. 95E177731 chốt đơn 35 năm à 45 năm. 45 triệu 500. Ngoài ra có Vision 2018 235 có chống trộm đầy đủ màu xanh nhớt 68M129057. Ngoài ra có Future LED đời 2021 màu đặc biệt cao cấp 29 năm biển 86 Bình Thuận. Đó, tiếp tục dưới này còn rất nhiều xe để quý anh chị em bà con tham khảo và lựa chọn. Đó, một chiếc chuyên mục xe cọp đẹp đang có mặt tại Thanh Đoàn, chiếc Alpha biển số 2P181446 chốt đơn cho anh chị em bà con với giá 13 triệu đồng. Siêu rớt phiên bản 2020-2021 màu đỏ kết hợp với màu đen biển 84K40756, nhà Thanh Đoàn đang chào bán với giá 15.500.000 đồng. Rồi ngoài ra có E2018 phiên bản in 3D keo nguyên con từ đầu tới chân màu cam kết hợp với màu đen biển số 76M113176 chốt đơn 23 năm. 23 triệu 500. AB chưa FI đời 2008 xe rin nguyên bản máy êm thì thầm như xe điện bình đề đầy đủ mọi chức năng đang hoạt động tốt với giá 9 triệu biển 54F22781 cả nhà nhá. Ngoài ra thì nhà Thanh Đoàn sẽ cập nhật một chiếc xe Way AB Thái mọi người nhé. Xe AB Thái. Mình xin phép bật đèn lên cho sáng mọi người xem cho rõ nhé. Đây. AB Thái 100% luôn và xe chép y. Máy chất cực kỳ chất luôn. 20.500.000 đồng. 20 triệu 500. Đó. Future chưa FI. Future FI chưa đèn LED cả nhà lưu ý luôn. Đó. Con này để tranh chiêm bà con với giá là 18.500.000 đồng. Lưu ý là đã phun xăng điện tử bánh mâm đĩa và chưa LED thôi nhé. Con này biển 60B647578. Ngoài ra có AB đầu bò tầm khoảng 11.500.000, 79H187031. Ngoài ra thì có đây chiếc xe Rider 31.500.000 đồng. Đó, Winner V1 215, Winner V1 19.500.000 đồng. V1 có 19 triệu là có con xe. Con này là lít này, con này là phiên bản màu xe màu xanh tím, tím than đó mọi người. Nói chung cái màu đẹp à. Lắm. Con này là mẫu mới nhất rồi, mua mới giờ cũng 43, 44 triệu. Nhà Thanh Đoàn bán con xe này để anh chị em bà con 29 năm. 29 triệu 500 ha. Con này Winner V1 biển thành phố Hồ Chí Minh 19 triệu rưỡi đồng. 59L249122. Đó, AB thành phố Hồ Chí Minh 59C409569, mâm 6 cây. Màu trắng kết hợp với màu đen chốt đơn cho anh chị em bà con với giá 18.500.000 đồng. Okay. Ngoài ra thì có con xe cọp, con này Vision biển số 47H
58005 có chống trộm đầy đủ, xe rất là mới luôn, inox từ đầu tới chân với giá đến cho bà con 25.500.000 đồng. 25.500. Đó, ngoài ra có Winner V1 cọp 25 năm đời 2019 này. Như vậy là cả nhà có thể thấy là dòng Winner V1 rất là nhiều giá cho anh chị em bà con lựa chọn nha. Rất là nhiều giá luôn mọi người nhé. Rất nhiều xe luôn. Ở đây thì có Way RSX phiên bản FI, biển số 77 Bình Định 16 năm. Winner này là 25 năm đời 2019, màu trắng xanh, biển 67C64996. Ngoài ra có con này là Satria phiên bản màu đen cam 59U168554, xe cực cọp luôn, 20.500.000 đồng. Okay. 24B307191 là chiếc xe mang biển kiểm soát của ngoài Bắc, còn Bắc ở chỗ nào thì không nhớ luôn. Con này thì màu đỏ và kết hợp với màu đen nhám 17 năm. Nói chung là bên em có hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên đổi chủ được nên anh chị em bà con yên tâm. Đó, ngoài ra thì ngoài này còn một vài xe mọi người này. Đó, ngoài này thì có RSX phiên bản bánh mâm. Đó, con này bánh mâm. Con này đời mới luôn. Chốt đơn cho anh chị em bà con con xe này với mức giá 14.800.000 đồng. 14.800. Way Blade 2020 13.8, biển số 79 Nha Trang. Ngoài ra Way Alpha 13.000.000 đồng, biển 37D184279. Surya FI 73H14 3953, 14.000.000 đồng. Mẫu này là đời 2019 thôi nhá. Nói chung là nhà bên em thì có đầy đủ tất cả dòng xe để quý anh chị em bà con tham khảo và lựa chọn nhá. Từ xe rẻ tiền, xe cao cấp, xe số, xe ga. Đó, mọi người có mọi thắc mắc có thể gọi trực tiếp cho em Hiền theo số điện thoại 0967 424 911. Còn về vấn đề trả góp thì anh chị em bà con lưu ý là có chứng minh nhân dân, không nở xấu trên 20 tuổi dưới 60, hoặc là có căn cước công dân và điều kiện bắt buộc là không bị trả xấu hoặc trả chậm nhá. Còn nếu anh chị em bà con mới được 19 hay 18, 19 tuổi thì mình có thể là chuẩn bị căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Ai mà 18, 19 tuổi thì bắt buộc là phải có hai số điện thoại của người thân báo lãnh thì mới góp được nhá. Ở bên này thì cái loạt AB, AB 125 16 năm, màu đỏ đen, máy em ru, biển số 95E11380. AB biển 37, con này đời 2017. Con này chìa khóa lớn, chưa phải chìa khóa thông minh, nhưng mà có chống trộm đầy đủ luôn. Nhưng mà chìa khóa là chìa khóa tìm xe, nó có phiên bản chìa khóa thường. Con này 26 năm, AB màu đen nhám, lên mặt nạ SH, biển số 35 29 năm. AB màu đỏ, biển 68 30.500.000, tất cả đều 2019 nha cả nhà. Đó, Winner X này, chốt đơn cho cả nhà 21.500.000. Đó, Winner X mà có 21.500.000 thôi mọi người. Đầu nồi zin biển 68 nhá. Winner V1 biển 59 20.500.000, màu đỏ cũng biển 59 235, màu đen 235, tất cả đều 2018 cả nhà nhá. Đó, Surya màu đỏ đen thì 14 năm đời 2019. Lít hồ sơ cầm tay 30.000.000 đồng. Rider biển Sài Gòn rất là đẹp luôn, 18.500.000 đồng. Đó, nãy giờ là hai chị em là mới đi được một nửa cửa hàng thôi cả nhà nhé. Còn rất là nhiều xe nên là em Hiền cũng tranh thủ like nhanh thôi, chứ bây giờ mà like từng con một có khi đến sáng mai không xong. Đó, mình tranh thủ like nhanh. Con này là NVX đời 2019 luôn, 125 màu xám cam. Con này chốt đơn cho anh chị em bà con là 24 năm. Biển 37 Nghệ An, hồ sơ thêm 1.600.000 nhá. SH biển 61 Bình Dương 37.500.000 này, SH1. Ngoài ra thì AB 61 30.500.000, AB 69 36 năm. Đó, màu cũ màu mới có đủ nhá. Rồi, đây thì có ẹc mới kinh, con này biển 67, chốt đơn anh cho bà con 335. Con này chạy 500 cây 42.500.000. Con này thì chạy 10.000 cây 35 năm, 155 hết nhá. Ẹc này thì 30.500.000, biển 68T5203. Winner V1 23 năm. Đó, con này Way Blade đời 2010 2020, 13.8. Siêu riết biển 69 này, che vào mâm kiếu cả nhà nhá, vào bao tay kiếu luôn, vào đĩa kiếu luôn. Chốt đơn là 15 năm. Vision này, một con à, con này là đời 2022, 2000 cây là 37 năm. Con này là đời 2021, chạy 10.000 cây 33.500.000. Đây, giá rất là nhiều giá cho anh chị em bà con lựa chọn. Ngoài ra thì mình có ẹc 150 phiên bản đèn ba khoang đẹp với giá 30.500.000.
Tiếp tục là in 3D màu cam 31 năm mới kinh xe nhập khẩu, Future LED 27 năm, Weber LED 15 năm và Sirius là 14.500.000, tất cả đều 2020 nhá. Đó, số lượng xe nhiều thì mình cũng tranh thủ like qua, cả nhà quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng mình tham khảo luôn. Da nớt này, màu hồng xí muội đấy cả nhà. Đó, con này là màu hồng xí muội đây. Chốt đơn 18 năm, chìa khóa thông minh biển 61D87550. Vision chìa khóa thông minh biển 69 Cà Mau 265. Vision màu trắng đời phiên bản chìa khóa từ 93B179289 đời 2015-16 20.500.000 đồng. Ngoài ra thì mình có Vision màu đen nhám biển 94B43224 chìa khóa thông minh inox nguyên con 27.500.000. Vision biển 38X125922 màu đỏ tươi tiếp đơn 22 năm. AB biển 64295 và Vision 26.500.000 đồng biển 69 Cà Mau luôn. Đấy thì nãy giờ là hai chị em là cũng review rất là nhiều xe đang có mặt tại cửa hàng. Còn dòng Winner X thì rất là nhiều, bát ngát trời mây, tầm 275, 28, 29, 30 là có rồi. Ngoài ra mình có cặp Vario 150 này. Cặp xe đẹp quá đẹp luôn. Chốt đơn cho anh chị em bà con 44-45 triệu một con. Ai thích màu nào thì lấy màu đấy. Winner X này, con là Winner V3. Như vậy là nhà Thanh Đoàn còn 3 chiếc Winner V3. Đó, hai chiếc màu đen và màu bạc này là chìa khóa thông minh, nó là phiên bản ABS là 34 năm một con. Còn trên này là CBS với giá là 32 triệu đồng. Và mẫu này là tất cả đều 2022 nhá, tùy vào lựa chọn của anh chị em bà con. Ngoài ra thì còn rất là nhiều nhá, cả nhà có thể chụp màn hình lại. Tại vì giờ số lượng xe nhiều á. Này, Win X 155 tầm 38 năm là có xe đi, chìa khóa thông minh hết nhá. Đó, con này là Winner, trời ơi màu này. Màu 3D màu tiếu, con này đắt lắm em. Chốt đơn cho anh chị em bà con với giá là 25 năm đời 2019. Bán này đẹp son rồi. Cái bán này cái mâm với cái màu không là đắt hơn cả chục triệu đồng á. Giờ bán giá đấy rất là hợp lý cho cả nhà luôn. Đó. Ngoài ra Sonic là 35 năm biển 67 này. Đó, Satria nói chung rất là nhiều cả nhà nhá. AB 150 chìa khóa thông minh 100%. ABS cao cấp đồng giả tầm 43 đến 45 triệu. Cho anh chị em bà con lựa chọn nhá. Đó, nãy giờ thì hai chị em đã quay rất là nhiều xe. Đa số là tranh thủ báo nhanh, nhưng mà giờ báo chi tiết từng con này rất là nhiều thời gian luôn. Quý anh chị em bà con đang quan tâm bất cứ dòng xe nào thì có đến lên trực tiếp cửa hàng, hoặc là gọi điện cho em Miền, đặt cọc em Miền để hỗ trợ ship về. Số lượng xe quá nhiều thì chị em cũng review sơ sơ cho cả nhà lựa chọn nhá. Một lần nữa cảm ơn anh chị em bà con đã theo dõi hết clip của hai chị em, và chúc cho cả nhà buổi tối luôn vui vẻ bình an. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi anh chị em bà con xuống đây tham khảo nhé. Mọi thắc mắc cũng như là góp ý, đóng góp ý kiến cho Thanh Đoàn ngày một phát triển và bền vững hơn, vui lòng gọi theo số điện thoại 0967 424 911 nhé. Xin trân trọng cảm ơn cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.